chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần trong cái dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Hiện tại giờ mình đang ở xã Căn Cấu, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Hôm nay là thứ Bảy, nơi đây đang diễn ra một cái phiên chợ đặc biệt, đó là chợ phiên Căn Cấu các bạn nhé. Đó, chợ này họp vào duy nhất một buổi trong tuần, đó là hôm thứ Bảy thôi. Ở đây là cái dịp mà người ta đến đây đi chợ phiên này, đi thưởng thức ẩm thực này, đi mua hàng hóa này, đi chơi chợ rất là nhiều. Đặc biệt là bà con ở trên vùng cao này có những mặt hàng gọi là nông sản địa phương này, những mặt hàng đặc sản trên vùng cao, những cái gì gọi là đặc sắc nhất người ta sẽ mang ra chợ để bày bán các bạn nhá. Bây giờ xin mời các bạn cùng mình vào trong chợ các bạn nhá. Bà đi chợ bán rổ xào à? À. Bán giá rồi là bán mẹt rồi bán sàng này. Đấy, buộc cái này rất là cẩn thận luôn. Thế nhà bà ở đâu bà? Bà Lục Thế. Ở Lung Phinh à? Lục Thế. À Lung Thần à? À. À Lung Thần là một cái thôn đúng không nhỉ? À. À xã Lung Thần đúng không nhỉ? Xã Lục Thế. À một ở cái xã Lung Thần. À. Cái đây là cũng là một đoạn, tức là từ xã này sang xã kia. Ờ. Ừ. Có tàu hát. Thế bà bán cái giá này bao tiền đấy bà? Này à, một chín nghìn. 90.000. À. À. 90.000 và 9.000. Thế cái rổ này, rổ xảo này bao tiền ạ? À? 150. Chảo chư đấy. Cái chảo chư. Thế cái mẹt này là 200 à hay là 300? À, 200. 200 à? À. Ao chảo. À. Rồi. Thế bây giờ bà đang đi tìm chỗ đấy à? Hôm nay là đi xem bà đến chỗ nào nhá. Bà có chỗ chưa hay là bây giờ mình đi tìm chỗ? Có chỗ bán chưa? Bán vậy. À, ở đằng kia. Bây giờ xem bà đang đến chỗ nào các bạn ạ. Này, các bà người Mông thì rất là khổ luôn. Bà người Mông này thì lúc trước là mình gặp mà đi bộ ở một quãng đường khá là xa, xong rồi lúc đó thì mình vô tình mình gặp ấy. Trên đường đi chợ phiên mình gặp, xong rồi mình chở bà đến chợ. Đó, và quay từ cái chỗ mà để xe đi theo bà vào trong chợ các bạn ạ. Đấy, mình đi chợ phiên mình thấy những người nào mà khổ khổ mà đi bộ rồi mình hay chở. Đấy, đến đây là gặp các bà khác là đang trao đổi nói chuyện với nhau các bạn ạ. Không biết là bà đang tìm chỗ ở chỗ nào. Chỗ của bà ở đâu bà? Ở dưới này à? Bây giờ đi theo bà một đoạn nữa xong rồi xem chỗ của bà ở chỗ nào các bạn nhé. Đấy, một bà người Mông. Đấy, con cái lúc vừa đi vừa nói chuyện thì bà bảo là con cái của bà đi làm ở Bắc Linh hết rồi. Đấy, lúc vừa đi xe máy vừa nói chuyện đấy. Đấy bạn ạ. Chợ phiên Căn Cấu vào lúc sáng sớm bạn nhé. Không biết là bà đang đến chỗ nào bạn ạ. Bà bảo là khu dưới này này. Đấy, lúc sáng sớm là chợ phiên lúc này người ta đang bày hàng bạn ạ. Có khi là rất là nhiều người bây giờ mới đến các bạn nhé. Họ đi một con đường đi bộ, hai bà cháu đi bộ một đoạn đường khá là xa, chắc gần cây số rồi đấy. Đây chỗ bà đây à? À đây chỗ của bà đây các bạn ạ. Đi một lúc thì bây giờ mới đến đây. Một cái bàn để sẵn đây rồi. Thôi bà cứ bày hàng đi nhá. À. Đấy, bà bày hàng ở cái bàn này các bạn này. Chợ tình thì cũng giống như kiểu chợ phiên, cũng có rất là nhiều người đến chợ đi mua sắm hàng hóa này, là thứ nhất này, đi chơi này, là thứ hai này, đi thưởng thức ẩm thực này, là thứ ba này. Còn các nam thanh nữ tú thì có thể đi đến đây để đi kiếm tìm người yêu các bạn này. Đó, đi tìm người yêu. Những bạn nào mà chưa người yêu thì người ta hay đến chợ, người ta kiếm tìm đi làm quen các bạn ạ. Đó. Hiện tại giờ mình đang ở khu vực cổng con này. Đấy, khu vực cổng này là con đường mà dẫn vào chợ phiên Căn Cấu các bạn nhá. Lúc này thì mọi người đang bắt đầu đến chợ khá là đông rồi các bạn ạ. Đó. Chân trống đi em ơi, chân trống kia ở gắt đấy đi. Đấy, mọi người đang bắt đầu đến chợ các bạn ạ. Các bà các cô là người làm bán hàng thì thường thường người ta sẽ đến rất là sớm luôn để bày bán hàng, bày chỗ sắp hàng. Còn những người nào mà mua hàng thì người ta sẽ đi mua được một chút đó.
Mình thì là mình đến từ lúc tờ mờ sáng rồi và quay những cái phân cảnh lúc sáng sớm rồi các bạn ạ. Lúc này thì là mình đang ở ngoài đường các bạn nhé. Đó, lúc này chúng ta đang tiến vào trong chợ phiên Cán Cấu. Một cái không gian chợ phiên rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn thấy là dưới này là một cái hùm. Dưới này người ta trồng cây sa nhân rồi là đào các bạn này. Đó, dưới cái xa xa kia là có cánh đồng ruộng này, ngô này. Và bên trên kia là những dãy đồi núi và có những làn mây đang lững lờ trôi rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đó, các bạn thấy chưa? Mây đang bao phủ. Đó. Đẹp tuyệt vời, một cái cảnh tượng chỉ ở trên vùng cao mới có các bạn nhá. Đó. Bạn thấy là vùng cao nó trong lành chưa? Mát mẻ chưa? Hãy đây các bạn hãy lên trên này một lần để thưởng thức ẩm thực này, đi chơi chợ này, hít thở không khí trong lành ở trên vùng cao các bạn nhá. Đó, và chợ của chúng ta đang ở góc kia các bạn này. Đó, bây giờ chúng ta đang tiến vào chợ các bạn nhá. Đây là con đường tiến vào chợ phiên Cán Cấu. Đấy, cô này cô cũng mua được, có đi chợ về rồi á. Vâng, đã mua xong ít su su rồi. Một gùi rất là nhiều hoa quả. Đó, ngay chỗ này là mình phát hiện ra có một em chủ quán. Em ơi, đang bán cua hả em? Cua. Đấy, cua này là cua ruộng này hay là cua suối đấy? Thôi. À em mua về à, không phải đi bán mà mua về đúng không? Đấy, cua các bạn này, cua gọi là cua đồng. Cua ở trên núi rất là ngon luôn các bạn này. Đấy. Cua thì nấu với nấu rau đay nhỉ em nhỉ? Em có phải là người Kinh không? Em có biết ăn món cua nấu rau đay không? Canh cua ấy. Đấy các bạn ạ. Cua này thường thường là không biết là các bạn chỗ các bạn nấu như nào, nhưng mà trên mình, đặc biệt là đồng bào người Kinh, người ta hay nấu canh cua với rau đay này, mùng tơi này, mướp này các bạn này. Đó, tức là con cua này người ta sẽ giã ra xong rồi lọc lấy mỗi cái nước của nó, xong rồi lấy nước của nó. Đó. Nói chung là giã lát bét các bạn ạ, lấy nước của nó lọc ra lấy nước, cái vỏ biết thì vứt hết đi, xong rồi lấy cái nước đấy đun lên nó thành gạch, nó đóng gạch lại như kiểu là món ốc đậu đấy. Đó, đun lên nó phồng lên rồi cho rau đay và mùng tơi vào, mướp vào, ui, tuyệt vời các bạn ạ. Đó là món canh cua, đặc biệt là dưới xuôi người ta hay nấu món này rất là nhiều. Món này là món đặc trưng ở vùng thấp các bạn nhé. Canh cua tuyệt vời rồi, để cua sạch các bạn nhé. Và cái món này ăn với cà nữa các bạn ạ, quả cà muối chấm mắm tôm thì đúng là hết ý luôn các bạn ạ. Cơm có thể là hết bay cả lồi luôn các bạn nhé. Mình thường ăn 1-2 bát cơm, nhưng mà khi mà nấu cái món lên thì ăn có thể là 4-5 bát. Tuyệt vời cái món cua nấu canh rau đay, quá là ngon các bạn ạ. Thôi, bây giờ chúng ta tiến dần vào chợ đây bạn ơi. Đó, lúc này là chợ cũng rất là đông, rất là nhộn nhịp rồi. Ngày xưa các bạn thấy là chợ thì là họp ở ngay hai bên đường, nhưng mà bây giờ người ta làm hành lang an toàn giao thông, nên là người ta sẽ bố trí là chợ sẽ họp lui vào bên trong bạn này. Ngay đầu ngã ba người ta đang bán nho bạn này. Anh ơi, đây là nho rừng hả anh? Nho rừng đang vào đợt chín rộ bạn này. Đấy, cái này là về mình ăn kiểu gì hả anh? Ngâm rượu uống à? Chua lắm, mình có ăn được đâu. Vâng, cái dòng này dòng nho rừng, dòng này đen đen này. Thế cái dòng mà nó cũng có cái màu trắng trắng hơn là do gì anh? Mà cũng là nho rừng à? Nhưng cái này nó chín rồi đúng không nhỉ? Chín rồi. Cái dòng này là ngâm rượu. Nhưng mà em thấy nó có một cái loại nữa mà nó cái chùm nó to, nó bé bé hơn đây mà. Có 2-3 loại. 2-3 loại đúng không? Loại đấy thì cũng hơi còn ngọt, còn loại này là hơi chua. Loại này các bạn có thể là lấy về ngâm rượu bạn này. Các bạn ngâm rượu uống thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, nho rừng các bạn nhé. Cái này lấy thì mình sẽ phải lấy về mình cho vào trong bình thì mình mới gửi đi được, ngâm rượu luôn gửi luôn các bạn ạ. Chứ mà để gửi không thì nó hỏng hết các bạn nhé. Đấy, nho rừng rất là ngon luôn. Đang nói chung là các bạn thấy là trên này thì bà con đi lên đồi lên núi săn được cái gì thì mang ra đây bán. Đó, săn được sóc rồi là chim rồi là những con thú con vật đó mang bán. Còn đây là các bác cái săn được nho rừng thì cũng mang ra đây bán các bạn này. Đấy, bây giờ mình tả đó sao
ngon các bạn ạ, đấy rồi. Đấy. Nho rừng rất là ngon luôn. Đấy, ngoài do rừng ra trong này có rất là nhiều loại như dưa chuột con này. Đấy. Dưa chuột các bà ấy cũng kia là cô ấy là mua về rồi anh? À, mua về rồi. Mua về mình mang đi bán à? À, mua về. Mua của bà con đến chợ sớm mà người ta mang ở đây xong bán đổ, xong rồi những người khác thì mua đi bán ở chỗ khác. Dưa chuột đây các bạn này. Dưa chuột. Đấy, dưa chuột ngon lắm. Này trồng trên đồi ngô. Rất là ngon các bạn ạ. Ngon lắm. Đó, dưa chuột tuyệt vời luôn. Toàn những nông sản địa phương các bạn ạ. Đây chúng ta đang đến cái ngã ba các bạn này. Chỗ này là người ta bán gừng luôn này. Đấy, bán gừng ngon nhỉ. Em xem tí nhỉ, ôi to thế. Ngoài gừng luôn này. Bạn nào lấy gừng thì là cứ alo lên hệ các bạn nhá. Ở đây người ta trồng gừng rất là nhiều luôn. Gừng này là gừng quá đẹp luôn đấy. Vâng, gừng đẹp tuyệt vời luôn. Gừng rất là to. Bao giờ là nó chưa già? Vâng, nó vẫn chưa già lắm. Đó, đây là ngã ba đi vào trong chợ phiên con này. Ngã ba này là khu vực bán đồ nông sản, rau củ quả. Còn khu trên này là bán quần áo, ẩm thực, rất là nhiều hàng hóa trên đấy. Đây cô này đang bán cái gọi là cái cận quế bạn này. Đây gọi là cái cận quế. Đấy, cận quế này. Cái này người ta sẽ mang đi Trung Quốc bán luôn nhé. Bán cho các đầu mối trong người ta sẽ mang Trung Quốc bán để làm thuốc bạn ạ. Đây là cận quế. Cuống quế, cận quế bạn ạ. Nó cạnh gần cái lá quế. Đấy, các bạn thấy chợ phiên đẹp chưa? Đó, lúc này thì mọi người đang đến chợ rất là đông người các bạn ạ. Đặc biệt là dịp này. Đây, ngoài ra có ổi các bạn này. Đấy, ổi đá rất là thơm. Ổi đá thơm phức luôn các bạn ạ. Bán cho túi này. Chắc cái này là ao vàng. 20.000 hả bà? 20.000. Cái này gọi là cái gì thế hả bà ơi? À, cái này là thức ăn, đau chân, đau tay, thuốc khớp à? Thuốc gân, đau gân à? Đó. Vâng. Cái này là người ta bán để nấu thịt ăn, chữa đau gân, đau khớp. Đó. À. Vâng, nấu thịt ăn, đau gân, đau khớp, nấu thịt ăn. Đó, cái này là... Đấy, cái này tên là gì hả ba? Tên là gì? Nó tên là gì? Gân trời à? Có phải cây gân trời không? À. Vâng, ok bà. Đó. Đây này, ớt con này. Đó. Ớt một sãi đây. Ớt rừng, các thứ, rau củ quả. Ớt này gọi là ớt rất là ngon, ớt rất là đẹp con này. Đấy. Có đẹp chưa? Ớt về muối ăn các bạn nhé. Ở đây bà con trồng được rất là nhiều ớt. Rau cải mèo các bạn này. Đấy, rau cải mèo thì trước mình hay quay chợ phiên có những cái giống rau cải mèo hạt ấy, hạt giống. Còn đây là rau cải khi mà nó chín, à nó mọc cây này. Rất là ngon luôn. Rau này ăn mát cực kỳ, mát ngon ngọt các bạn ạ. Gừng này, đấy gừng này hơi lon một chút. Vâng. Gừng này. Hơi lon các bạn ạ. Cái này để làm giống trồng. Đây gừng già bên này này, đây gừng già này. Đấy. Đó, người ta bán lợn kìa, lợn bây giờ mới đang trở xuống. Đấy, một cái phiên chợ ở trên vùng cao rất là đặc sắc, chợ mang tên là chợ Cần Cấu. Mọi người đang mổ này. Đấy.
đang mua ổi. Ổi ngon. 20.000 hay 10.000 hả chị? Đó. Áo vàng à? Y vàng à? Y vàng à, có 10.000 thôi. Có 10.000 thôi ạ. Đấy. Thì là đỗ ớt, cái nước này rau củ quả bà con tự sản xuất được. Đỗ là ngon chưa? Đấy, ngon tuyệt vời luôn. Ớt bán rất là nhiều. Đây là hạt giống rau cải mèo đấy à? Hạt giống rau cải mèo này, vừa đấy là quay ở chỗ kia này, bạn xem những cây cải mèo rồi, đây là hạt giống của nó này. Đấy. Ớt rất là nhiều. Cái này mình bán 20.000 bát này đấy à? 20.000 bát ớt thóc. Ngon lắm bạn ạ. Đấy. Rất là đông nhiều các loại mặt hàng rau củ quả ở trên núi rừng vùng cao bạn ạ. Sang bên này chúng ta đi xem hương bạn này, hương của người Mông bạn này. Đấy. À cái ớt này là ớt về sau là sâu thành hạt, thành chùm chùm đấy nhỉ? Chị nhỉ? Ớt này nó tươi này, về sau người ta sẽ sâu thành từng chùm chùm một. Sâu thành thành chùm một con ạ. Rồi treo góc bếp. Treo góc bếp xong rồi cho nó khô xong rồi giã ra thành cái bát ớt khô ấy. Rồi ngoài ra thì hương vùng cao này. Cái này là làm từ loại gỗ đặc biệt các bạn nhé. Gỗ rất là thơm và người ta cho một loại keo tự nhiên vào để nó gắn liền với cái cọng này. Còn này, thanh tre này. Đó, gắn liền với thanh tre này. Đó, tạo thành cái bó hương của người Mông. Bó này là 50 que các bạn nhé. Tạo thành một bó này. Thắp thì nó thơm, nó không lồng nặc như một hương khác đâu bạn ạ. Đây, su su bạn ạ. Đấy. Trên này lạnh. Trên này lạnh hơn chỗ khác các bạn ạ. Chổi chiếc bạn này, chổi hạt kê bạn này. Đấy. Chổi này làm từ hạt lúa mì hay còn gọi là hạt kê. Làm rất là công phu luôn. Căn nhà rất là sạch. Bạn nào lấy thì là alo liên hệ các bạn nhá. Ngoài ra ớt khô bạn này, vừa là cái chùm ớt tươi. Cái này ớt khô này bạn này, đấy. Cũng là ớt đấy cho người ta phơi, người ta treo các bếp nó khô lên đấy. Treo các bếp nó khô lên sau đó là mấy giã này tạo thành ớt khô. Đấy, bên này là chuối chiếc bạn này. Chuối đây là cái này chuối tây hay gọi là chuối ngư ấy, rất là ngon. Cái này ở dưới vùng xuôi trồng rất là nhiều mà trên vùng cao cũng trồng rất là nhiều. Gọi là chuối tứ tây bạn ạ. Vâng. Vâng, cho xin bà nhá. Bà bán ở dưới kia đấy à? Vâng. Bà này lúc trước là mình chở bà ấy đang đi bộ. Đang đi bộ phủ rất là nhiều rổ xảo các thứ. Thấy thương quá mình chở bà ấy đến những cái chỗ bán hàng cho mình hai quả chuối. Bà bán hết chưa rổ xảo chưa? Chưa bán hết. Chưa bán hết à? Đấy. Bà cứ mang rồi đi. Cái cháu muốn nào mà ăn mà. Vâng, nhưng mà đến trưa cháu mới lấy về. Cứ để bà cứ cầm hộ cháu gì đấy. Đi coi phim đâu. Chuối này bán 3 tiền một lải em. Chuối nào? Chuối này này. Ờ. 20.000 một lải à? Cái to là 20.000 à? To là 20.000, bé này bao nhiêu? 5.000 à? Chuối rồi là ấy. Đây gọi là chuối lá phải không? Nó có hạt không? Không có hạt luôn. Chuối lá ở trên vùng cao bạn ạ. Nó rất là to luôn. Không có hạt. Trồng chuối lá bạn ạ. Không phải có hạt thế nào nhé. To nó ăn ngọt. Đây. Nó còn to. Ngoài ra thì rau răm bạn này. Đấy, rau răm trước là người ta... Cái này là để ăn kèm với ốc đậu ấy nhỉ, em nhỉ? Đấy, những cái quán mà bán ốc đậu ấy, người ta hay mua cái rau răm này. Người ta thái nhỏ ra để ăn kèm với ốc đậu nhé.
Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến dần xuống khu dưới này bạn này. Đấy, chợ phiên ăn cấu rất là đẹp. Ngoài ra chỗ này bánh bò bạn này. Đấy, bánh là bánh bò nhá. Ăn mua cả miếng to này cũng được. Tên là bánh bò nhé em nhỉ? Bánh bò này, mua cả miếng to cũng được, mà mua miếng bé được. Cái bé này là 20.000 hay là 30.000 em? À, 15.000. Đấy, bánh bò rất là ngon. Cái này làm từ gạo. Có thể hấp lên các bạn ạ. Đó, hấp với cái đường phên ấy. Đường phên tức là có loại đường từ cây mía các bạn ạ. Cây mía. Người ta nghiền, người ta ép ra lấy nước xong hấp với cái bột gạo này, gạo lếp, à, gạo tẻ này, tạo ra bánh và bánh bò thơm lắm. Đấy, các loại rau củ quả địa phương bày bán la liệt tại chợ phiên Cán Cấu, một cái phiên chợ đẹp tuyệt vời các bạn ạ. À, chúng ta đang đi dần xuống khu dưới này, bán những mặt nông sản như là mướp con này. Đấy. Sâm đông quy bạn này, đấy, sâm đông quy thì tốt cho sức khỏe. Bồi bổ sức khỏe, bạn nào ốm yếu, mệt mỏi, gầy còm, cơ thể suy nhược cái dùng này. Sâm đông quy bạn nhá. Củ rất là to luôn. Đây, củ to chưa? To với của bé nên nó chất lượng đều cũng như nhau, nhưng mà to thì sẽ đẹp hơn một chút còn nhá. Nhưng mà lấy thì là cứ alo liên hệ. Sâm đông quy rất là thơm, để không cũng có mùi thơm. Đây, cái này chắc còn tầm 3 củ được 1 cân rồi. Đấy. Lá thì các bạn có thể nấu canh hầm xương, nấu thịt xào ăn cũng được các bạn nhá. Còn củ thì có thể ngâm rượu này, ngâm mật ong này. Đó. Cái này như là sâm ấy nhỉ? Vâng. Là cây gì ấy? Sâm đương quy. Sâm đương quy à? Vâng. Cái này về ngâm rượu à? Ngâm rượu uống rất là thơm luôn. Nấu cũng được đúng không? Thịt gà đúng không? Cái này hầm gà đúng không? Hầm gà rất là ngon. Nấu canh hầm xương nói chung là tân tật. Bạn nào lấy thì là cứ alo bạn nhá. Nấu canh hầm xương rất là thơm phức. Cái này về Bắc Hà có. Bắc Hà cũng có mà. Có thì Bắc Hà có. Thế mua ở đây được mà, mua cho cô ở đây được mà. Đó. Gọi là sâm đương quy. Bạn nào lấy thì là cứ alo liên hệ các bạn nha. Tốt cho sức khỏe bạn ạ, tăng cường bồi bổ sức khỏe. Đấy, rau bí các thứ bạn ạ. Ông nữa này, ông chín này, hồng ngọt. Hồng ngọt chín cây. Hồng ngọt chín cây bạn ạ, đấy, ngon nhỉ. Quả to bự luôn. Đá quá, không đồng bát. Hồng chín mà, hồng chín mềm mà. Hồng rất là ngon con ạ. Ngon, nói chung là hồng ngon tuyệt vời. Đó, ngoài ra bên này thì bà con bán măng con này, đó, măng tre. Măng mai con ạ. Măng mai này là ở trên mình hoặc dưới xuôi trồng rất là nhiều, nấu canh hầm xương ăn được luôn các bạn nhé. Măng mai này nó không giống như măng tre gai. Măng tre gai thì nó sẽ đắng đắng, còn măng này là nấu ăn được luôn. Đây, ớt khô này, ớt khô cho các bếp này các bạn này. Vừa nãy là quay bạn xem về ớt tươi rồi. Còn đây ớt khô chùm chùm này. Cho các bếp nó khô này. Ăn bằng cách là giã ra các bạn nhé. Rất là ngon luôn. Đấy, dây ớt. Ngoài ra bên này rất là nhiều những cái loại cái quả gọi ở đây trên này gọi là hạt tiêu rừng hay còn gọi là hạt tê, ăn nó giống tương tự kiểu hạt tiêu bạn ạ, rất là ngon luôn, thơm ngon. Đó, dưa chuột rồi là các thể loại. Em ơi, cái này là thuốc gì chữa cái gì hả em? Thuốc chữa đau bụng. Đó, bạn ạ. Cái này thuốc dạ dày đúng không nhỉ?
Hôm đâu anh gặp thấy ở dưới dùng phình rồi, đây là loại này chưa dạ dày rồi. Cái này là mình ăn, nếu mà đau dạ dày là mình ăn cái cọng luôn nhỉ, ăn cái gốc luôn đúng không? Ăn luôn cái gốc này bạn này, đó, thuốc dạ dày. Đó, cái này đun lên uống bạn này. Đun lên uống bạn nhé. Nó có thể ăn trực tiếp cái gốc rễ này. Đó, gọi là thuốc dạ dày bạn ạ. Thuốc dạ dày. Đấy, rau bí, rau cải bạn này, mọi người đang mua sắm rất là nhiều luôn. Tại chợ phiên Cần Cấu bạn ạ. Đó. Đây, mật ong. Bạn nào lấy mật ong thì alo liên hệ các bạn nhá. Mật ong của mình với anh Lành của mình là chuyên đi lấy mật ong. Anh ấy chuyên đi lấy, còn mình đi đóng gói mình gửi. Mật ong đá. Đó. Mật ong của mình là đặc sệt luôn các bạn nhá. Người ta lấy ở trên rừng về đấy. Trong đồi đá, hang đá gọi là mật ong đá. Còn trên cây gọi là ong khoái các bạn nhá. Ong đá bây giờ tìm rất là hiếm luôn, nhưng vẫn có. Còn ong khoái bây giờ cũng gần sắp hết rồi. Nhưng mà người ta vẫn lưu trữ ấy. Cây bổ máu này. Đấy, bạn nào mà lau mắt à hoa mắt chóng mặt thiếu máu thì dùng cây bổ máu này. Người ta cũng mới lấy nhựa đó ra này. Hoa mắt chóng mặt đau đầu, à hoa mắt chóng mặt thì dùng cây bổ máu này, tăng cường máu bạn nhé. Tốt cho máu. Mai ở chợ Bắc Hà rất là đông rồi ạ. Mai thì là ngày nghỉ lễ này, người ta đến chợ Bắc Hà đông lắm. Mai mình phải đi sớm ở trên Bắc Hà để lấy hàng hóa các bạn mà có nhờ mình lấy. Mai lấy rất là nhiều hàng luôn. Bạn nào lấy gì thì alo liên hệ nhé. Tối nay là mình lên video cái nào à, lấy thì là cứ alo luôn nhá để mình chuẩn bị. Mai phải lấy sớm người rất là nhiều. Những loại hàng hiếm thì là phải tranh sớm với họ. Cây bổ máu bạn này, đấy. Bạn là cây này gọi là cây bổ máu tốt cho máu ăn nhé. Thiếu máu hoa mắt trong mặt dùng cây bổ máu. Đấy, bạn này. Đây, bạn này đang đang lướng xúc xích, đấy, khói nghi ngút. Một cảnh tượng ở trên vùng cao Tây Bắc bạn nhé. Để xem bà con trên này có củ gì gừng luôn ạ. Đấy, em bên này bán củ quả. Đây các bác này đang mua được ấy này. Ngan ngon. Ngan già ngon các bạn ạ. Đây ông chú này có cái quán này gọi là cái khen con này. Tiếng khen gọi bạn con ạ. Tiếng gọi tình yêu, tiếng khen gọi bạn. Đấy. Khen này à, anh ơi cái khen này khoảng mấy triệu anh? 3 triệu. 3 triệu cái khen này. Anh có thể thổi một tí không? Nằm một tí âm thanh được không? Thổi kêu một tí được không? 3 triệu cái khen này. Đó. Bây giờ anh có thể thử thổi được một tí được không cho nó kêu được không? À, bây giờ anh sẽ thổi một tí. Rất là nhiều người ta đang đến chợ bạn này. Đó, rồi ông ấy đang mua ớt bạn ạ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống khu dưới này. Chợ rất là đông vui nhộn nhịp con ạ. Tam thất này con này. Đó, tam thất tươi, tam thất khô. Tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe, ốm yếu, mệt mỏi, phá tan khối u, điều trị ung thư, phòng chống bệnh ung thư. Hãy dùng tam thất tươi hoặc tam thất khô bạn nhé. Đó, nói rất là nhiều trong các video rồi. Đặc biệt là những video về chợ phiên Bắc Hà, công dụng của nó. Đặc biệt là các bạn nào mới tiếp cận đến kênh của mình thì các bạn hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh các bạn nhá. Đó là giới thiệu các bạn đây là củ tam thất khô tươi, ngâm rượu, ngâm mật ong, hầm tần, ngâm rượu này, ngâm mật ong này, hầm tần ăn cũng được. Đó, rất là nhiều công dụng, tăng cường bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ về tim mạch, tốt cho tim mạch, giúp giải độc gan, tốt cho gan này, thần kinh này, hệ tuần hoàn máu này, con này.
đó, riêng cái dòng tam thất này nó là bách bệnh vạn nhé. Đây là của tàu chữa đau lưng xương khớp, và nào bị đau lưng xương khớp phải dùng của tàu này, ấu tàu để ngâm rượu xoa bóp bạn nha. Đó, to đẹp. Rồi ra là tam thất khô này, tam thất khô. Đây là ngâm rượu, ngâm mật ong hoặc là nghiền ra các bạn nhé, nghiền ra để ăn với mật ong hoặc ăn thường được. Bạn ấy thì là alo bạn nhá. Đó, tam thất khô. Ngoài ra thì có cả hoa tam thất này, củ này, hoa này. Đó, cái này hoa tam thất thì là chuyên đặc trị về gọi là huyết áp bạn ạ, mất ngủ và huyết áp bạn nhá. Cái này là hai công dụng mạnh nhất. Đó, và ngoài ra thì mất ngủ này và huyết áp. Đó, điều trị mất ngủ mà ổn định huyết áp. Bạn nào lấy thì alo bạn nhá. Hoa tam thất rất là đẹp luôn. Nó có hai loại, một loại là nở to như này và một loại nữa loại lũ nhỏ nhỏ bạn nhá. Hai loại thì loại lũ nhỏ nhỏ sẽ đắt tiền hơn. Bạn nào lấy thì là cứ alo bạn nhá. Đó là lũ hoa tam thất bạn ạ. Đẹp ạ. Rất là quý, rất là có giá trị các bạn ạ. Ngoài ra có chằm chéo bạn này. Bạn ăn chằm chéo thì cứ alo bạn nhá. Thành phần của nó gồm có là muối này, ớt này, lá chanh này, tỏi này, hạt dổi này, hạt mắc khén này, hoa hồi này các bạn này. Đấy, đây là những cái thành phần cơ bản để làm một loại sẩm chéo. Chấm thịt ăn các bạn nhé, chấm thịt, chấm rau củ quả ăn rất là ngon các bạn ạ. Đó, chợ phiên Cán Cấu vào hôm thứ bảy. Ổi ngon thế. Ổi, ổi này, ổi lê bạn này. Đang bằng một ổi. Ổi lê à em? Ổi lê mà. Nhà em ở đâu? Nhà em ở Na Kháng. Cũng ở trên Cán Cấu luôn à? Em ở Lấy Si à. À, cũng ở trên Si này luôn. Ổi đẹp nhờ. Ngon. Đấy là ổi là dân mình cho em. Ừ. Ôi, quả ngon chưa? Trắng phau luôn con này. Ăn rất là ngọt con nào, ổi nào trong ổi lê ăn ngọt. Ngọt lên luôn con ạ. Cam quýt. Quýt này có phải quýt Mường Khương không em? À, quýt Mường Khương nổi tiếng. Cái này trồng ở Pha Long đấy à? Quýt Pha Long con ạ, ngon lắm con ạ. Đó, quýt Mường Khương Pha Long rồi là hồng. Rất là nhiều những nông sản, sản vật địa phương mà bà con trồng được và mang ra đây bán các bạn nhé. Đó. Bây giờ chúng ta đang đi xuống khu dưới này. Đây là củ khúc khắc này. Đấy. Củ khúc khắc này là chữa mát gan, nóng người. Bạn nào mà nóng người, nóng gan thì dùng củ khúc khắc các bạn nhé. Đấy. Vâng. Khúc khắc này. Đấy. Nóng gan, nóng người, nóng trong. Mụn nhọt nhiều hay dùng củ khúc khắc về đun uống bạn ạ. Chợ đẹp tuyệt vời các bạn ạ. Khu này bà con bán gừng bên này. Bán gừng rồi là bán các thể loại này. Đây cái rổ xào các bạn này. Rổ xào lúc trước mình gặp một bà người Mông đang đi bộ nên là mình chở bà đến chợ và bán chỗ này. Đây, cái xào này hình như là 150 thì các bạn này. Làm rất là cẩn thận, công phu. Cái giá này, đồng gạo. Rồi cái mẹt các bạn này. Đấy. Đan rất là khó luôn các bạn ạ, cái này là bằng tre, cái đan rất là cẩn thận luôn các bạn ạ. Ngoài ra chỗ này chúng ta đang xem hoa tam giác mạch các bạn này. Đây là chính là hoa tam giác mạch các bạn nhé. Các bạn biết là đồi tam giác mạch rất là đẹp luôn. Đây là hạt giống của nó này. Hạt giống của cây hoa tam giác mạch. Đó. Cái này ở bên Pha Long người ta hay nghiền cái này ra luôn để người ta nghiền cả cây này luôn này để làm bánh các bạn ạ.
bánh tam giác mạch rất là đẹp luôn. À, các cô đang tranh thủ là thêu. Đấy, thêu theo cái mẫu có sẵn này con này. Đấy, xong là bán hoặc là giao cho chủ. Người ta bán loại này. Đấy, trước mình quay xin trắng các bạn ạ, rất là nhiều cái vải thêu này. Tí nữa ở khu chợ trên mới có vải thêu được bạn ạ. Bây giờ chúng ta đang ở khu chợ dưới này. Đây chính các bạn đang xem những hình ảnh trực tiếp luôn. À, người dân người ta đang thêu ở chợ luôn. Thêu theo cái mẫu đấy bạn ạ. Đó, khu dưới này chúng ta xuống chợ chim lợn các bạn nhé. Chim lợn chó là khu dưới này. Đấy, chỗ này bán rau củ quả. Bên này cũng bán chảo các thứ các bạn này. Chảo nấu ốc đậu các bạn này. Đấy. Rồi là dần sang mét. Vâng. Cái lia cái mẹt con ạ. Mía mới lẹt, mẹt mẹt mới lia con ạ. Em mua cái nào? Em mua cái này à? Xem à. Cái này về em mua về để làm gì? Quạt thóc à? À, thóc ngô. Cái này mình xảy xảy đúng không nhỉ? Đấy, xảy xảy thế lên. Đấy, thóc. Xảy để xảy thóc con ạ. Tức là thóc nó có nhiều chấu, nhiều mày này. Nhiều cái vân vụn này. Đó. Sau khi mà nghiền, sau khi mà phơi suốt lúa xong thì là những cái sạch sạch thì mình cho bao rồi. Còn những cái vẩn viếc nhiều vẩn rồi bụi rác. Rác là cũng là rác lúa thôi. Người ta sẽ cho đây, người ta sẩy lên. Đó. Cái này dưới xuôi dùng rất là nhiều. Trên vùng cao người ta vẫn dùng cái loại này các bạn nhé. Đấy, chúng ta đang xuống khu chợ chó lợn con ạ. Rất là nhiều chó lợn ở khu này. Đấy, lợn rất là đẹp con ạ. Đây, nhìn những con lợn này rất là đáng yêu con ạ. Rất là thích luôn nhé. Cái này các bạn nào mà có trang trại, quan thả vào cho nó sống ở trong trang trại. Có lều lán, một cái đơn giản loại này thì không nhất thiết là cần phải làm cái chuồng trại kiên cố rồi các bạn ạ. Các bạn căng cái bạt đấy cũng được. Đó, cho nó ở trong đấy để tránh nắng tránh mưa thôi. Còn ban ngày nó toàn đi chui rúc, nó toàn đi ăn bờ ăn bụi. Cái này là bà con là thường là hay thả vào vườn luôn ạ. Xong mà quăng căng cái lưới B40 vào, căng kín vào xong rồi thả vườn ấy. Đó. Xong rồi cho nó ăn chuối này, ăn rau cỏ này, các thứ này. Ăn chuối, ăn rau cỏ, ăn linh tinh. Nói chung là nó ăn uống một cách rất là tự nhiên các bạn nhé. Đó. Chị ơi, cái này bây giờ bao tiền một cân hả chị? 100.000 cân à? Đó. Cân hơi là cứ 100.000 một cân. Cân lên các bạn. Lợn rất là đẹp luôn các bạn. Mình rất là thích lợn các bạn nhé. Đây, bên này những con này là thịt tốt con này. Những con lợn thịt luôn. Đấy. Con này là tầm khoảng nào? 40 cân. Tầm 40 cân nhé chị nhỉ? Hai con này mỗi con 40 cân. Như cân to thôi là bao tiền hả chị? Con này cũng thế luôn à? Vâng. Mỗi con là 2 triệu. Những con lợn thịt con ạ. Lợn này là về là ăn được luôn các bạn nhé. Lợn rất là đẹp luôn con ạ. Bên này cũng thế con này. Bên này người ta cũng đang xem lợn. Đó, xem lợn. Mỗi lần khách xem là người ta sẽ bỏ ra khỏi bao. Cho khách xem kỹ xong mua thì là lấy luôn. Đây các bạn ạ, bên này cũng thế này, mấy con lợn rất là đẹp luôn các bạn này. Lợn con nhìn thích thật, nó cứ hay hay kiểu gì ấy. Đây,
cái này đấy này, 4-5 thằng trong một cái lồng con ạ, đẹp. Cái này người ta thường thường người ta nuôi từ lúc nhỏ ấy, đó, cho nó ăn cỏ này, ăn chuối này, rau củ quả chuối này, từ lúc nhỏ thì người ta vẫn để trong lồng cho nó bú sữa, để trong chuồng cho nó bú sữa. Sau đó khi ta to lên là người ta thả nhanh nhanh ở vườn, ở chuồng. Chọi tư một con. Sau đó là người ta sẽ thả chuối này, thả rau lang, rau rừng này, các thứ này. Đó. Rau lang, rau rừng, các thứ nào người ta sẽ cho nó ăn một cách tự nhiên. Nè bạn, lợn đen rất là đẹp luôn ạ. Đấy, kêu chúc chích chúc chích nhỉ, đáng yêu nhỉ bạn nhỉ. Đấy, lợn con này đẹp đấy. Đây, ngoài ra có con lợn bản các bạn ạ. Đấy, con lợn vàng, màu nó lông nó bằng vàng đẹp. Nói chung là lợn này rất là đẹp luôn bạn ạ, đẹp chưa. Đấy, nhìn đáng yêu nhỉ. Cái này về thả vườn nó chạy thì mình thích cực kỳ luôn. Dòng lợn bản các bạn nhé. Hồi xưa anh em mình có người chân này đặt về. Đẹp. Những con màng vàng nó khác hẳn những con đen luôn. Đang trả 800 con đấy đấy. Đấy các bạn thấy. Sống ngay chưa? Hay nhỉ các bạn nhỉ? Đấy, đáng yêu quá. Và bây giờ chúng ta xuống khu dưới này là khu chợ chó lợn và chim bạn ạ. Đây. Con này bao nhiêu tiền hả em? À, con chó này nhỏ này có 200 nghìn luôn ạ. Đó, đẹp chưa bạn này? Một con chó rất là đáng yêu luôn. Ôi, quay đây nào, quay đây nào. Đây. Nhìn có vẻ rất là ngoan nhá, đấy, nằm chơi đấy. Đang chờ về chủ mới. Đây này, chú này. Chú mang đi bán nào chú. Mang đi bán, bây giờ mang đi bán đấy. Vâng. Đây chú mang vào chỗ đi, mang vào chỗ đi bán đi. Đây con chó đốm này nè, chó cảnh. Đấy, chào nhá. Đấy. Con chó này có gọi chó cảnh lông xù rất là đẹp. Vẫn chưa bán được con này. Bạn nào bán thì là cứ alo bạn nhá, alo liên hệ với chủ hoặc là liên hệ với mấy anh em TikTok này đang livestream. Đây, dòng đắt nhất là cái dòng chó này. Dòng đắt nhất là cái dòng chó Bắc Hà này, chó su đỏ Bắc Hà này. Thôi, làm gì, đang liếm liếm à? Chó trắng đêm đông ở bên này. Cho số lên đây này. Đấy, dòng đắt nhất là dòng chó đỏ Bắc Hà này. Đây, dòng đắt nhất. Dòng này dòng đắt nhất con nhé, nó thường mấy triệu một con. Anh như con này mấy triệu anh? Mình không phải kết bạn 2 triệu để người ta tự kết bạn với mình. Ai mà thực sự nhiệt tình thì người ta sẽ kết bạn với mình. Còn những thành phần mình đã khuyến cáo rồi. Mình đã khuyến cáo người ta là đấy, con này tầm khoảng 2 triệu. Con này thì hơn à anh? Con này thì hơn à? Đấy, con này đẹp hơn. Đấy, con này đẹp hơn, con lại tầm hơn 2 triệu. Chó đỏ Bắc Hà đẹp tuyệt vời các bạn nhé. Đấy. Đấy, dòng chó đỏ Bắc Hà đẹp tuyệt vời. Nói chung đây là một phiên chợ hôm chủ thứ bảy. Còn mai người ta sẽ, nếu mà những con nào không bán được, người ta sẽ mang vào xuống chợ mai, là chợ ở Bắc Hà chợ chính. Đấy. Đấy, đẹp chưa bạn ơi? Đấy, con này chắc tầm hơn 2 triệu. Đây, tụi em mong tổ hết này này. Chó này chó vằn bạn này, đấy, một con chó vằn rất là đẹp.
Đấy, vằn bạc bạn ạ, như giống kiểu chó sói ấy. Giống như kiểu chó sói bạn ạ. Đấy, một con vằn đẹp. Tuyệt vời. Thấy chưa, nó ok bạn ạ. 2 triệu 2 chó. Đó, chó đây khá là nhiều, như thế này là nhiều rồi bạn nhé. So với chợ này là nhiều. Và so với chợ khác thì cũng khá là nhiều bạn nhé. À, chợ chó ở khu vực chợ Căn Cấu. Cậu làm chương trình hè làm chó vùng cao. Vâng, chào anh nhé. Đây chúng ta đi xuống cái này xem chim các bạn ơi. Nhiều chim lắm các bạn ạ. Đây các bạn nào mà thích chim chóc thì các bạn hãy xuống khu dưới này này. Chuyên chim. Người ta sẽ để ở riêng một khu dưới này cho nó yên tĩnh nhá. Đấy, bẻ chim nó yên tĩnh nó mới hót. Các bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót thì lo không? Đấy. Các bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót níu lo, ríu rít, ví von còn ạ. Dòng mi các bạn nhé, đây là dòng mi. Ở đây đa số là người ta toàn chơi mi thôi. Còn Bắc Hà chơi nhiều loại chim khác. Mi, yến, oanh, bồ câu, đa đa các kiểu loại. Ở đây thì là chủ yếu chim mi. Những con này tầm khoảng là triệu, hơn triệu, 2 triệu, 3 triệu. Nói chung là nó tùy con nào già, chim phần, chim hot hay thì đắt các bạn nhé. Đó, chợ phiên rất là đẹp. Khu này cực kỳ là gần gũi thiên nhiên các bạn này. Đấy, cây cối. Gió mát trăng thanh. Đấy, rất là nhiều chim bạn ạ. Đấy, khu vực này gần gũi thiên nhiên cho các bạn này. Khu này quá là gần gũi thiên nhiên luôn. Hay những hàng cây trầu. Rất là đẹp. Đây này, có cả hoa trầu bạn này. Đây là hoa trầu bạn này, đấy đẹp chưa? Hoa trầu màu trắng trắng này. Một thời gian nữa nó nở rộ là bà con là hay mang xuống chợ Bắc Hà bán đấy bạn ạ. Cả cành hoa trầu này đẹp, long lanh tuyệt vời luôn. Rất là nhiều chim ở khu vực này. Đấy, một dãy chim trèo bờ tường. Đây, các ông này là ở xa này. Nhưng anh từ đâu đến đấy anh? Anh từ đâu đến đấy ạ? Anh ở xa nào đến đấy? Cũng là Căn Cấu này luôn à? À sao anh đến muộn thế? À, gần nhà đến muộn. Chú là cũng ở Simacai à? Vâng. À. Đây, các ông này là giờ mới đến các bạn này. Đấy. Rất là nhiều chim treo tận khu dưới luôn các bạn ạ. Những con treo xa xa này là bởi vì là người ta muốn cho nó hot. Người ta muốn cho nó hot thì người ta cho xa để nó mới hot được. Đấy, đẹp các bạn ạ, nhiều chim chưa? Đó, các bạn đang tìm chỗ để treo bạn nhé. Đấy, người đến muộn người ta sẽ tìm chỗ để treo luôn. Khu vực bán chim bạn ạ. Chim đây thì thường thường là sẽ là tầm khoảng rơi vào mấy triệu một con. Thế bây giờ chúng ta sẽ lên khu vực khác bạn nhé. Vì chơi khu vực này cũng khá là lâu rồi. Chỗ này là đang bị đổ một quả xe máy xuống hủ. Chúng cái mương này bây giờ mọi người đang kéo lên bạn này. Đấy, rất là đông, tây nữa. 2, 4, 5 ông. 5 ông mới kêu lên được. Một cái xe máy bị rơi xuống hủ. Khỏe phết nhở, đấy. Đô, lên được rồi. 5 người là khỏe ngay, ông tây khỏe nhờ. Tây rất là khỏe luôn các bạn ạ. Biết là nó trượt cái gì xuống cái hủ này. Cái danh này, hết nước rồi. Hiện tại lúc này là mình đang ở khu vực chợ ẩm thực các bạn ạ. Đây là khu vực rất là đông và nhộn nhịp từ lúc sáng sớm các bạn nhé.
Đó. Ở đây là chúng ta đang thấy là người ta bán xôi bảy màu này. Đây là một loại xôi rất là ngon và làm từ những loại lá con ạ. Cái này là mình làm từ lá xong mình ngâm gạo đi nhỉ chị nhỉ? Đấy. Thế màu vàng này là từ loại gì? Màu vàng bằng nghệ. Vàng bằng nghệ. Đây màu này là bằng gấc à? Không phải gấc đâu, bằng lá cây. Lá cây đúng không? Lá cây với màu tím với màu kia là bằng lá cây con ạ. Còn nghệ là từ màu vàng là từ nghệ. Đây là cái món đặc biệt, tức là cái lá người ta về người ta luộc ra xong là lấy cái nước ấy ngâm gạo cho gạo nó thành màu xanh xong là sau là xô hấp lên tạo thành xôi bảy màu bạn ạ. Đó. Rất là ngon, đây là một loại xôi đặc biệt ở vùng cao Tây Bắc, đặc biệt là chợ Viên các bạn nhá. Đó. Bây giờ là cứ ai ăn thì là mở ra. Để lúc nào phải ủ cho nó nóng rồi. Đấy, ai ăn là mở ra để mở đông ra ăn 10.000 20.000. Đấy, đây là toàn bộ dãy ẩm thực con ạ. Ngay cái cổng lên là người ta bán những cái loại bún phở này. Đấy. Bún phở. Phở này là phở đỏ các bạn ạ, phở đỏ. Đây, người ta mua về. Mua một túi này, mua mỗi cái này mình mua 2 cân nhỉ. Đấy, có rau thơm này. Rồi là hành này, ớt này, về này. Về là mình phải làm nước dùng đúng không? Đấy, nước dùng xong rồi về mình chan vào ăn. Đây là cái kiểu ăn đặc trưng ở trên vùng cao. Đó. Phở đỏ. Thái ra sẵn rồi các bạn nhé. Thái sẵn rồi. Về chỉ phải ăn thôi bạn ạ. Đó, chỗ này là có 3 bàn này, 2 cô 3 bàn. Đấy, phở đỏ làm từ gạo lốc lương. Cái này là trên vùng cao mình ấy. Là người ta trồng gạo lốc lương này ở trên đồi các bạn ạ. Gạo lốc lương này nó có màu đỏ đỏ này. Đó, khi nào gặt hái về người ta nghiền ra nấu phở đó. Để làm bún phở các bạn nhá. Đây một loại phở rất là ngon. Bên này có bà các cô cũng đang làm bún phở bên này các bạn ạ. Bán bún phở bên này. Đấy, phở này là thái tay các bạn nhá, không phải là thái máy đâu, tay bạn ạ. Đó. Đẹp tuyệt vời luôn, ngon lắm. Đó, đây là khu này là khu ẩm thực các bạn ạ. Quán nói chung ở đây là có tầm khoảng là 3 dãy ẩm thực. Đây mình đang đi ở cái dãy ngoài cùng các bạn ạ. Nước sôi bạn ạ. Nước sôi hùng sục luôn. Đó 3-4 cái song. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 con ạ. Đó, đang dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nên là mọi người đi chơi rất là nhiều. Nói chung là ai thích đi đâu thì đi các bạn ạ. Người thì thích đi chợ phiên, người thích đi chợ tình. Đó, người thì đi chơi lên thành phố, người thì về lên núi chơi. Hiện tại giờ mình đang quay ở chợ Cán Cấu thuộc huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Đó, đây là cái quán ẩm thực đầu tiên. Chào anh chủ nhá. Đấy, review quán một chút. Làm mắt phở chú. Vâng, tí nữa xong mới ăn được ạ. Anh ấy đang thái gót giò con này. Đó, thịt gót giò là một loại thịt nó rất là đặc biệt. Ngon nhất ở chợ phiên. Gót giò. Đấy, từ lợn đen trên bản các bạn nhá. Lợn đen. Trước mình hay quay những khu vực bán thịt lợn đen đấy. Anh đang lọc cái thịt nó ra khỏi cái xương. Rất là ngon ạ. Ngon. Đấy, ngoài ra thì là lòng lợn này, thịt sườn các bạn này. Đấy. Rất là nhiều món. Lúc này mình quay lúc này sớm lắm rồi các bạn ạ, nhưng mà rất là đông khách đến đây ăn rồi các bạn ạ. Đấy. Đây là một trong những cái quán ngon đầu ở chợ. Đấy, thịt gót giò, lòng lợn, thịt sườn. Đây là cả một cái giả sườn các bạn nhé. Đấy. Đấy là thịt sườn. Và cả một cái giả sườn đấy, người ta cho hết vào một cái nồi luộc lên. Ai thích ăn ăn ở đây. Đấy. Đông khách quá. Đấy, sang bên này chúng ta xem gót giò bên này các bạn này. Đó, gót giò rồi gà đen trên bàn. Đó, rất là ngon bạn ạ. Và những cái món là nổi tiếng ở trên chợ phiên Cán Cấu bạn nhé. Đến một lần ăn là nhớ mãi các bạn ạ.
Ở lúc này là quán rất là đông, chúng ta sẽ sang đi mỗi quán một chút các bạn nha. Đây. Thắng cố bạn này, đấy. Thắng cố. Làm từ tất cả các bộ phận của con ngựa. Rồi, nóng cho bạn ơi. Và 10 trên chục loại gia vị khác nhau bạn nhá. Ví dụ nhà xả bạn này, đấy, xả ớt này, lá chanh này, hạt dổi mắc khén hoa hồi rồi cây lâu thắng cố. Đó, gừng, lá quế, nói chung là nhiều lắm bạn ạ. Món thắng cố này là đặc sản ở trên vùng cao Tây Bắc mình, đặc biệt là chợ Bắc Hà rất là nhiều. Hôm nay chúng ta đang đi chợ Cần Cấu các bạn ạ. Đó, quán này cũng rất là đông khách, mọi người đang chọn món. Đây các bạn này, gót giò ngon chưa? Kho những con lợn này ngon nhất người ta lấy ra. Đấy, lòng phèo các bạn này. Đây là khu chế biến các bạn này. Đấy, khu nấu nước, đun nước dùng các bạn ạ. Đấy. Nước dùng ở đây là người ta làm bằng 3 lồi bạn nhá. Nói chung là cái dãy này rất là đông, rất là dài luôn. Đây, đun bằng củi này, xây bếp lò đây này. Có bể, có chế, à có cái bể để thổi bạn ạ. Tức là cái quạt đây, thổi cho nó cháy này. Rất là nóng bạn ạ. Quả đỏ bạn này, đấy. Rất là đông khách đang ngồi ở đây. Đây là một trong những cái quán khá là ngon các bạn này. Đấy. Đây có một bát phở chắc là của em này. Em ơi, bát này của em à? Chưa kịp ăn đúng không? Đấy. Hôm nay là nghỉ. Em tên là gì nhỉ? Anh quên mất rồi nhỉ? Tên là Linh nhỉ? À Nhân, đúng rồi, Nhân. Đấy, em này là em chủ quán, gọi cô chủ bằng mợ. Đấy, cũng lúc này đông khách quá chưa kịp mà ăn con ạ. Đây, chúng ta sẽ đi sang một số quán khác bạn nhé. Rất là đông khách đang đến đây ăn từ lúc sáng sớm bạn ạ. Đây này, anh ra rồi, anh đang review này. Vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Đấy. À, cái gì nhỉ? Làm gió vùng cao. Vâng. Vâng. Bác đây là làm gió vùng cao nhỉ? Vâng. Đây là YouTube mà. Vâng. Đoàn Hà Nội. Đoàn Hà Nội lên ạ. Vâng, lên thì tối hôm qua chứ. Không, vừa lên đêm hôm qua. À, vừa lên đêm hôm qua. Rồi, làm chén. Vâng. Vâng, được rồi. Xong rồi làm chén tiệc nhá. Vâng, ok, được rồi. Rồi, bà canh nhá. Rồi nhá. Vâng. Đấy. Các anh cứ dùng đi nhá, dùng tự nhiên đi. Em đi quay một chút đang. Vâng, quay một chút. Vâng, mời quác. Chúng ta sang bên này xem quán ốc đậu bạn ạ. Đó. Ốc đậu đây là một cái món đặc biệt ở chợ phiên vùng cao, đặc biệt là chợ Cần Cấu bạn nhé. Ốc đậu thì là nấu từ đỗ tương bạn ạ. Đó, người ta nghiền đỗ tương ra xong đó, sau đó hấp lên. À, sau đó nấu lên thành món gọi là món ốc đậu. Ăn kèm với mèn mén các bạn ạ. Đây là cũng là một trong những quán rất là ngon bạn này. Cái này đun lâu phết các bạn ạ. Đun lâu nó mới đặc này nha các bạn nha. Xa là nóng quá các bạn ạ. Đó, rất là nóng luôn. Nóng mà khói cái này các bà phải đun từ lúc 3-4 giờ sáng các bạn ạ. Mèn mén các bạn này. Đấy, mèn mén này là tức là ngô người ta hấp lên các bạn ạ. Ngô già hấp lên. Đó, ngô già người ta về người ta nghiền ra. Xong nó hấp lên, ăn kèm với mèn mén các bạn nhé. Đó, gọi là ngô hấp. Người Kinh gọi là ngô hấp, nhưng mà trên này bà con gọi là món mèn mén các bạn ạ. Đấy, món này lúc nào cũng phải để nóng. Đó, ăn thì người ta ăn xem, ăn 20.000, 10.000. Tùy các bạn nhé. Đó. Quá là ngon các bạn ạ. Mèn mén rất là tuyệt vời. Các bạn hãy lên trên này thưởng thức ẩm thực chợ phiên, đặc biệt là món mèn mén các bạn nhé. Ở bên này chắc chắn là cơm bạn này. Đấy. Cơm, chắc chắn là cơm. Wow, ngon chưa? Đó. Một dây ẩm thực
khá là dài, nó có 3 dãy con ạ. Vừa rồi mình đi ở dãy ngoài và dãy giữa, dãy trong cùng kia nào. Bên cũng này cũng là một quán bún phở con ạ. Đó, rất là đông người khách đến đây là thưởng thức ẩm thực buổi sáng sớm bạn nhá. Một quán thắng cố nữa các bạn này. Đó, đây là một quán thắng cố rất là ngon bạn nhá. Đó. Mọi người cũng đang đến đây ăn rất là nhiều. Thắng cố để lúc trước mình quay một cái quán kia rồi. Đây là quán thứ hai bạn này. Đây bạn này. Đây là chắc là đây là quả lòng ngựa bạn này. Đấy, quả lòng ngựa ngon chưa? Nóng hổi. Bếp lúc nào là cũng nóng hổi. Lòng ngựa các thứ. Súng ngựa. Nói chung là tất cả các bộ phận của con ngựa. Đấy. Dạ dày rồi là dạ sách, dạ mỏng. Rồi là thịt sườn, nói chung là tân tật từ A đến Z toàn nhá. Món thắng cố ngựa. Thật có ngựa đây em, làm bát đi em ơi. Có ăn không? Em chủ quán ở đây này. Hai khách VIP đang hỏi ăn này. Đấy, hai khách VIP Pro đang hỏi ăn đấy. Một bát là 100k. Đây, xem bát 100k là như nào đây. 100k đầy ú luôn. Đầy ú luôn. 100k là đầy ú luôn. Em phải bảo thế. Đấy. Bà chủ đầu thí mà. Đây là 100k. 100k là đầy ú luôn. Thích thì khuyến mại thêm một ít nữa. Đấy. Cảm ơn nhé. Có hai anh em thôi hả em? Có bốn anh em. À, bốn anh em à. Đấy. Ôi giời, về lấy cái đấy, bốn anh em làm bát thấy được rồi. Ăn phải là lo ăn tiểu đấy. Đấy, thịt gót giò, thịt mặt con này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đặc sản trên này. Chê con này, chê trắng phau luôn nhá. Con này chê với cả lòng lon này, trắng phau. Rất là ngon, người ta luộc. Chín cái này người ta cho vào nước lạnh luôn con nhá. Thế là nó mới trắng, bạn ạ, nước lạnh cho thêm ít chanh mà nữa thì nó trắng bạn ạ. Nó cách thức luộc lòng với chê để nó trắng lại như thế bạn nhé. Đó, ngon lắm bạn ạ. Đây là những con lợn đen mà trước mình hay quay ở chợ Viên ấy, những con lợn đen mà người ta nuôi từ nhỏ ấy, nuôi trên bản người ta cho ăn rau cỏ tự nhiên này, hoặc là thả nhông này, khi lớn lên người ta làm thịt. Những con lợn đen, chê lợn đen nó mới trắng này, ngon này, ăn nó giòn lắm bạn ạ. Còn tuyệt vời luôn bạn nhé. Đó. Sẽ lợn đen trên bàn. Đó. Rất là đông khách. Đó. Dãy bên này thế các bạn này. Đấy. Khách du lịch ở các nơi người ta đến đây người ta thưởng thức. Chợ Cán Cấu này còn đông khách du lịch như là chợ Lùng Phình các bạn nhé. Đó. Đấy, ở cuối chợ này là một cuối cái chợ khu vực ẩm thực này có một quán nữa là quán ốc đậu bạn ạ, người ta đang đun một lúc nữa là sẽ ok bạn nha, nó sẽ đông đặc lại. Cái này là lúc đầu thì nó là nỗ tương người ta nghiền ra thì nó có cả nước mà đó, sau một cái lúc đun thì sẽ đông đặc lại bạn ạ. Đây là căn nước của bà, đây là căn nước à? À, cắn nước đúng không? À. Cái này là phải đảo liên tục của bà. Cái này là phải đảo liên tục, không phải nó khê ấy nhỉ, nó cháy nó khê ấy nhỉ. Cứ phải ngoài liên tục đến lúc nó đông đặc lại. Như kiểu ở mấy cái quán lúc đầu ấy. Đó, một cái món nó đặc trưng ở trên vùng cao. Món YouTube hả? Vâng ạ. Mày lấy gì? Không cố hả gì? Không, đây là mèn mén. À, đây là ốc đậu. Ốc đậu. Ốc đậu mèn mén hả? Ốc đậu ăn kèm với mèn mén. À, giờ có chưa? Có bán chưa? Ốc đậu à? Gì? À, ốc đậu thì quán này là nhưng như thế này là chưa được đâu anh ạ. À. Anh phải ra cái đằng kia kìa. Đó. À. Mấy cái chảo đằng kia kìa, người ta nấu xong rồi. À. Nó đặc lại. Rồi, cảm ơn anh nha. Vâng, cái này lúc này là vẫn chưa chín. Vâng. Đó, chúng ta đang đến cái dãy này bạn ạ. Đây là gọi là dãy trong cùng bạn nhá.
Đấy, đây cũng là một quán người ta đang lấy đồ cho khách bạn ạ. Ai thích ăn loại nào thì ăn bạn ạ. Đấy. Đây là một khách đang ăn tai lợn này, với cả mặt thịt mặt nữa bạn ạ. Tai lợn với thịt mặt. Đó, rất là ngon luôn. Nói chung là ai thích ăn cái gì thì ăn các bạn. Cứ cân lên tính tiền xong là thái ra ăn các bạn nhé. Đó, một cái phiên chợ này, chợ này cũng khá là cổ các bạn ạ. Đây, chợ Cán Cấu các bạn nhé. Đấy, bên này là xôi bạn này. Vừa lúc trước là quay chưa kịp mấy, kỹ mấy. Xin chào nhá. Đấy, xôi bảy màu. Ủa, em mình cho cái bát này nuôi vào một tí thì nó sắp rơi rồi này. Xôi bảy màu rất là ngon luôn. Cái này là mình phải nấu từ sáng sớm luôn đấy à mình? 3 giờ dậy sớm nấu rồi. 3 giờ là dậy từ lúc 3 giờ là lúc đấy là mình hấp lên đấy nhỉ? Đúng rồi. Đồ lên đồ hấp lên đấy nhỉ? Vâng. Cái này là mình ngâm gạo có lâu không thì nó thành màu này? Tối mới ngâm thôi mà anh. Tối mới ngâm à? Vâng. Thế nào đến sáng là nó thành màu rồi đúng không? Đúng rồi. Hấp từ 3 giờ. Đấy, phải có cái nồi hấp nhỉ? Vâng, có nồi nấu ra cháu. À, nồi nấu hấp lên. Rồi, chào nhá. Bây giờ mình sẽ đi ra khu vực ngoài này bạn này. Đấy, đây cũng là một cái khu vực mà bán bún phở hoặc là dãy ẩm thực các bạn ạ. Rồi đây là chúng ta đi dãy ngoài, chúng ta đi một vòng ở dãy bên trong cùng. Đấy, rất là nhiều khách đến đây là thưởng thức ẩm thực. Ngoài ẩm thực ra thì có bánh rán rồi này. Đấy. Mọi người không ăn bún phở thì có thể ăn bánh rán rồi là bánh bánh chưng bánh dặm bọn nhé. Bánh rán là bánh chưng bánh dặm rất là ngon. Đấy, người ta đang bán xếp túi rồi này. Đấy, làm chục cái rồi. Rán tại chợ luôn ạ. Đó, nhìn rất là mộc mạc, đơn giản, giản dị luôn con ạ. Bánh chưng rán ngay tại chợ luôn cho nó nóng hổi các bạn nhé. Bánh này gọi là bánh gì hả chị? Bánh ngô. Bánh ngô đúng không? Đó, bánh ngô tức là ngô người ta nghiền ra xong rồi hấp lên. Nghiền trong gói vào xong rồi hấp lên các bạn nhé, không phải luộc đâu các bạn ạ. À, chúng ta sẽ đi dần ra ngoài này. Ra đến ngoài này là hết khu vực ẩm thực các bạn nhé. Đây, chỗ này bán dao mèo các thứ bạn này. Bán dao rồi bán rượu ở đây. Bạn nào lấy dao thì cứ alo liên hệ các bạn nhé. Đây, giới thiệu bạn là một loại mô dao. Mô dao, xin chào em nhé. Dao này dao chặt, rất là đẹp bạn này. Con này làm bằng thép gì hả em? Đây là bằng nhíp anh. Nhíp. Một con dao dựa làm bằng nhíp vậy này. Dao chặt củi. Đó, nhíp. Nhìn thì khá là đẹp luôn. Bạn nào lấy dao này thì là alo liên hệ các bạn nhé. Dao chặt củi nhìn rất là đẹp. Nó đẹp ở cái vỏ này nhỉ. Vỏ này bằng gỗ này, tre này. Đấy, nhìn rất là đẹp. Treo, cái này treo ở nhà. Đẹp, ok các bạn ạ. Đi rừng cũng được. Đấy, bạn nào lấy thì là cứ alo bạn nhá. Mẫu dao rất là đẹp luôn. Ngoài ra này có con dao này, ui, dao này đẹp chưa này. Đấy, vừa rồi lên chín tráng quay bạn xem cũng gian hàng của em này. Hôm đấy là vợ đi nhỉ, hôm đấy là vợ đi đúng không? Chén là vợ em bán. Em đi chợ này à? Em đi chợ này, đi chợ Bắc Hà. À, thế là vợ chín tráng. Hôm nay là vợ nghỉ ở nhà. Vợ em bán ở Bắc Hà anh ạ. À, hôm nay vẫn bán Bắc Hà. Vâng. Đó, dao đi rừng, mẫu đẹp, bạn nào lấy thì alo bạn nhá. Đó, kích thước của nó là tổng của nó là 40 phân nữa, 41 phân nhỉ? Dao là 30, tính mấy cái súng dao, à, con dao này là 30, con dài là 40, con này bằng nhíp. Con này bằng nhíp, con này cũng bằng nhíp luôn à? Thép. Con này bằng thép, không gì, con này là bằng nhíp. Nhíp khác là thép không gì các bạn nhé, khác nhau hoàn toàn đấy.
nhíp và thép cung dỉ. Đây là thép cung dỉ này, và đây là nhíp này, đó. Còn là lấy con nào thì là cứ alo liên hệ các bạn nhá, hàng rất là đẹp luôn, vỏ này làm rất là cầu kỳ và người ta làm cái khuy nó bằng mây các bạn nhá, đó, khuy bằng mây đẹp lắm. Thép không dỉ này và nhíp, còn là lấy thì là alo các bạn ạ. Cán của nó là dài 14 phân này. Đấy. Lưỡi của nó là 37 phân này. Lưỡi này 37 nhỉ? 30. Và lưỡi này 30 này. Đấy. Dày 5 ly đúng không? Cái này 5 ly này, à 5 phân. Thôi em ơi, cất xếp vào đi. Hay là cứ để này, cứ bỏ thế này cho người ta nhìn thấy cả vỏ cả lưỡi này, không thì rút vào trong bao người ta cũng khó nhìn đấy. Bạn nào lấy thì là cứ alo bạn nhá, mình sẽ lấy hàng của em này mình gửi. Tránh đường nhá. À vâng, bà đi chợ. Bây giờ vào đến quận thế. Đấy, củi đóm các thứ. À bà đang bán bánh giá đấy bạn ạ. Đi xem rượu bạn ơi, đây là khu bán rượu Ngô Bắc Hà. Bạn nào lấy thì là alo bạn nhá. Rượu của Bắc Hà là nổi tiếng rồi, thơm phức. Đó, người ta nấu ở bản phố, thường là xã bản phố là cái xã chuyên nấu rượu Ngô Bắc Hà. Các cháu xem nhau một tí nha, cô nhá. Đây, lắc một tí lên bọt luôn này. Đấy. Riêng cái dòng Bắc Hà lắc một tí thôi. Bọt lên rất là nhanh và tan rất là nhanh luôn. Đó, đây là dòng Ngô Bắc Hà. Cái này là mình nấu bằng men ná nhỉ cô nhỉ? Vâng, men tức là người ta nấu bằng loại men lá. Nó nấu thủ công men lá để tạo ra những gọi là những căn rượu, gọi là rượu thương hiệu Bắc Hà nổi tiếng các bạn ạ. Nấu từ men lá rất là thơm. Bạn nào lấy thì là có thể alo liên hệ các bạn nhá. Rượu Ngô Bắc Hà thơm phức các bạn ạ. Bên này cũng thế các bạn này. Chú là bán rượu khu vực này, rượu rồi là ẩm thực giao các thứ đây bạn ạ, ngon lắm. Hiện tại giờ mình đang ở khu vực bán kèn của người Mông các bạn nhá. Khu vực này là người ta đang thổi kèn để giao lưu này, giao lưu thổi theo bài là một này đó, và giao lưu để xem kèn nào ngon, kèn nào xịn thì bán được giá cao các bạn nhé. Các bạn có thể nghe thấy tiếng kèn rất là ẩm ý luôn. Thường thường người ta sẽ ngồi riêng một góc rất là xa khu chợ để tránh ảnh hưởng đến người khác các bạn nhé. Bên ngoài là gỗ bạn nhá, bên ngoài là gỗ, người ta khoét gỗ này đó, làm rất là đẹp, bên trong cũng là gỗ luôn này, tất cả là gỗ hết. Và bên trên cùng này là cái chỗ thổi này, cái chỗ thổi này là bằng cái cây lúa nhá, thân cây lúa gọi là, hay còn gọi là cái dạ lúa ấy. Đó, thế từ cái này rất là quan trọng rồi này đó, để thổi được kèn có hay không bạn nhá. Đó, lúp này
âm thanh trầm bổng con này. Đó. Âm thanh trầm bổng. Ở hiện tại bây giờ chúng ta đang di chuyển đến một cái khu vực khác các bạn ạ. Khu vực là bán hàng quần áo mặt đất này các bạn này. Đó, ở đây thì chợ vẫn đang gọi là quy hoạch đang sửa sang lại nên là rất là nhiều những cái rãnh nước người ta chưa làm xong các bạn nhá. Đó. Qua cái dãy quần áo này là chúng ta sẽ đến một cái dãy bán quần áo của người Mông các bạn ạ. 104 cái quần bò. Trăm nghìn bốn cái xả rẻ cho các em, bà lấy về cho con lắm ạ. Còn bộ này 103 bộ luôn. Đấy, không đẹp không lấy tiền. Đấy, 104 cái quần bò cho các bạn luôn. Rẻ như đó, cho. Bên này là bán quần áo. Con gái mặc thử luôn vào. Không đẹp không lấy tiền của con luôn. Đấy, quần bò 104 chứ. Đây là những cái váy của người Mông con này. Váy này rồi, váy tầm hơn triệu một cái các bạn nhá. 104 cái. Đấy, các bạn mua về cho con nó mặc thoải mái mà có 25 nghìn một chiếc này chưa đầy một bát. Đây quả váy này rất là to, rất là đẹp con này. Đấy, váy này to đẹp chưa? Đẹp như trò các bạn nhá. Đấy, quần nhỏ chị đấy, 30 một chiếc. Nam nữ mặc được hết, không phân biệt đâu. Một chiếc. Cái loại này có cái tư hộp này thì nam mặc này. Còn cái loại này nữ thì nam mặc được này. Đó, váy rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ba chiếc luôn nhá. Cháu là rẻ hơn 3 lên tới gửi lại tiền cho. Váy này tầm 1 triệu một cái các bạn nhé. Đấy, quần dài anh đang cầm 100.000 ba chiếc nhá. Cái này thì cái này là 1 triệu rưỡi này. Đấy, như cái này. Cái này bao tiền một cái hả ba? 2 triệu 7. À? Gần 3 triệu một cái váy này rất là đẹp. Rẻ như cho, không ai bán được con kia giá đây đâu. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, xuất sắc. Đẹp. Đó, váy này là 2 triệu 7 một cái. Họ bán 180.000 một cái. Đó, có bán váy rất là nhộn nhịp con ạ. Đấy chị này phải mặc cái bộ này nó mới đẹp này. Đấy đi chơi đó mới nó mới hay. Nó đẹp. Người đẹp thì phải mặc cái này. Đã đẹp thì càng đẹp hơn. Đấy dạy bán quần áo váy của người Mông con ạ. Những cái váy nói chung là những cái váy này đắt tiền quan nhé. Đấy chị em đang mặc mua váy. Cái váy này người ta làm cũng rất là bằng nằm có nghĩa là người ta máy các bạn ạ. Bằng máy. Máy nó làm ra các bạn ạ, phải thủ công. Đó. Rất là công phu luôn các bạn ạ. Trong này có chun này. Trong này là có chun. Đấy, đẹp. Đó, sang bên này là một cái khu vực bán túi ví các bạn này. Đấy. Túi ví cái này là cứ 100, 200, 300, 400. Đó, tùy từng loại các bạn ạ. Loại to thì đắt tiền hơn. Loại bé thì rẻ tiền hơn các bạn ạ. Em ơi, bên trong này 6 cái này. 100.000 6 cái này. Quần đấy 100.000 3 cái. Đóng lại là hàng đẹp, hàng đấy đẹp lắm. Hàng này em cầm đẹp cực luôn. Đó, túi ví các bạn ạ, đây là dòng túi ví. Cái này người ta cũng cái này là in ra các bạn nhé. Không phải hàng thêu. Hàng thêu rất là khó luôn, cái này in ra này. Đó. Nó chỉ có thế thôi em ơi. In ra nó hoa văn rất là đẹp. Gọi là túi váy. Túi ví. Đây mới cái này mới là vải thêu các bạn này. Đấy vải thêu người ta thêu từng cái một, từng sợi chỉ một mới là vải thêu này. Đấy nó có hai loại mà. Vải thêu. Đây khu vực này là bán ôi sao dọn hàng về à chị? Về rồi á? Sớm thế? Mới có thay chun được cái loại này thay chun. Bây giờ mới có 9 giờ các bạn ạ. Người ta cũng bắt đầu dọn hàng về rồi. Vâng. Đấy chúng ta đang đi dần ra khu ngoài này. Chỗ này là bán chỉ các bạn này. Đấy. Siêu rẻ. Cái này chỉ màu. Chỉ màu rồi là những cái vải thêu đó, người ta mua cả chỉ và vải xong rồi về người ta thêu vào đấy quan nhé. Nó thêu thích sáng tạo mẫu gì thì sáng tạo. Này,
Đấy, chỉ mới cả vải theo. Người ta sẽ theo vào đây là những cái mẫu là tự mình nghĩ ra thôi. Đó, tự nghĩ ra mẫu, mẫu nào thì nghĩ. Sau đó là cứ theo dài hết cái quần này, cái này dài tầm khoảng 4 mét các bạn ạ. Sau đó là mang đi bán các bạn nhé. Đó, đây là một hình thức kinh doanh. À, cái này là cái gì đấy hả bà? Giang ngọ. À, cái này là nhỉ? Kèn môi, đây là kèn môi à? À chị, cái này là có phải... cái này là kèn môi à? À. Kèn môi người ta làm với là thú tử tiếng. Đây xem cái kèn môi này hay phết nhỉ. Đây gọi là cái kèn môi các bạn ạ. Đó, đánh môi có tiếng kêu. Nhưng mà tiếng này kêu nhỏ thế thì nghe kiểu gì? Nghe cái tiền kèn môi này nghe rất là hay luôn, tiếng nó hơi nhỏ. Đó. Đây chị này bắt đầu thể hiện rồi. Nó có bài gì không hả chị? Có chứ. À theo bài đúng không? Người ta tổ theo bài bạn ạ. Cái này thì bao tiền một cái cơ? 100. 100 nghìn. Kèn môi. Đây em xem kỹ cái kèn môi cái này. Kèn môi bạn ạ. Đó, rất là hay luôn. Bạn nào lấy cái này về thưởng thức thì cứ alo nhá. Về các bạn cắm, bạn thu âm xong nào bạn bật vào bộ kích lên thì nó nghe tiếng rất là to, nghe nó hay. Còn mình thường cái âm thanh nguyên bản của nó bé bé thôi bạn ạ. Giống như cái khen của người Mông ấy, cái khen này tiếng nó bé thôi. Một khi mà thu âm vào rồi kích lên thì nó sẽ rất là to, nghe rất là hay luôn. Đó, đây là khu bán quần áo. Em bán quần áo ở đây à? À. Sáng giờ bán được bao nhiêu bộ rồi? Nhớ không? Thế có chồng chưa? À, năm nay học lớp 12 à? À, năm nay đang lên lớp 12 rồi. Thế hôm nay là đi bán cho mẹ à hay là hộ ai? À, bán bên bố à? Hộ bố bán hàng, bố đây à? Rồi, chào em nhá. Đó, chúng ta đang đi dần dần ra khu ngoài này bạn này. Đó, khu ngoài là khu bán quần áo. Bắt đầu tấp lập và nhộn nhịp. Đây, những cái này là những cái váy của bạn ạ. Những cái, à, cái điệu của người Mông ấy. Điệu em bé các bạn ạ. Cái này điệu này khá là cứng các bạn nhé. Cứng nhưng mà nó vẫn gọi là có thể nó ôm được em bé cho nó chặt đi. Không phải là cứng nữa mà không bẻ được. Nó này nó cứng thì nó cứng hơn cái điệu bình thường thôi. Đấy. Điệu của người Mông. Đẹp lắm người ta. Đây là vải thêu bạn ấy. Cái này là hôm nay là review kia là nó là thêu bạn ạ. Thêu từ chỉ ngũ sắc bảy màu đấy bạn ạ. Không phải là in đâu nhé. Cái này vải thêu hết các bạn ạ. Thêu rất là công phu cầu kỳ. Đây, chúng ta đang di chuyển vào cái khu này. Khu này khu bán váy đẹp chưa các bạn ơi. Rồi. Cái váy này lại nhớ cái váy hôm ở quay ở lễ hội Cầu Tàu ở Phong Liên các bạn ạ. Phong Liên thuộc Bảo Thắng Lào Cai đấy. Có một em rất là xinh mặc cái váy này trong nhảy. Rất là đẹp luôn. Rồi. Em ơi, như cái bộ này khoảng mấy tiền này em? Bộ này em phải học anh này. À, em ơi, bộ này mấy triệu? Không biết được đấy. Mình bán hộ đó. À, nhưng mà bán bộ này bao tiền đấy? Không biết. Ơ? Vợ, phải hỏi vợ. À, phải hỏi vợ, không biết được.
Vợ đây à? Có 2 tỷ, một trà sữa trái 2 tỷ. Sao chị? Bộ cả mũ là 1.2 thôi. Em ơi, bộ này bao nhiêu hả em? 9.5 đâu ạ, chị có hỏi. Chị bao rồi. Em bộ này hạt lắm đắt này. Triệu 3, à cả mua 3. Đấy, bộ này 3. Bạn nào lấy bộ nào thì cứ alo nhá, liên hệ với mình, mình lấy cho quán. Về mặc đẹp tuyệt vời luôn, đi chơi lễ hội gì. Không, anh không có ai đâu, anh về anh quay phim luôn mà. Đẹp tuyệt vời các bạn ạ. Đây, rất là nhiều khách đang kiểm tra này. Đây chúng ta đang tiến dần vào bên trong này bạn ạ. Bên trong này cũng rất là người đang mua hàng hóa các bạn này. Đấy, xem đồ hàng các thứ. Trong này chủ yếu là quần áo của đồng bào người Mông các bạn này. Đấy, và quần áo đồng bào người Kinh các bạn nhé. Đó, đồng bào người Mông, đừng quần áo người Kinh ở bên này. Còn bên này là quần áo của người Mông các bạn này. Bên này rất là nhiều luôn ạ. Toàn những bộ là quần áo của người Mông các bạn nhá. Váy viếc rất là đẹp, như cái bộ này này, bộ kia vừa anh chỉ 1.2-1.3. Đấy. Đây là cái sân khấu vòng tròn trung tâm các bạn ạ. Đó, khi nào mà đến Tết chỗ này là kín mít luôn các bạn nhá. Tết là chỗ này kín mít và người ta hay biểu diễn âm nhạc ở đây các bạn này. Đó, người ta xem múa hát ở đây. Những ai mà có khả năng hát hò là người ta sẽ bố trí âm thanh loa đài ở đây, xong rồi lên hát các bạn ạ, biểu diễn. Đặc biệt là đồng bào người Mông người ta hay hát ở đây các bạn nhé. Và dịp Tết, gần Tết các bạn ạ, khi nào đến đấy thì dịp Tết thì mình sẽ quay cho bạn xem. Còn ở đây giờ, bây giờ chỗ này vẫn trống các bạn ạ. Chúng ta đang đi lần lượt hết các khu vực ở chợ phiên Cán Cấu. Một cái phiên chợ rất là đẹp, đơn sơ mộc mạc nhất ở huyện Simacai nói riêng mà của tỉnh Lào Cai nói chung các bạn nhé. To à, nó là quốc giải tây chẳng. Nói chung là chợ rất là đẹp các bạn ạ. Ra đến khu này là khu ngoài đường các bạn nhé, khu này là khu ăn uống bạn này, đó, khu ăn vặt. Rất là đông người đang ăn vặt đồ ăn xúc xích nướng này, nước mía này các bạn này. Còn đồ vặt ở đây rất là nhiều. Mọi người đến đây chơi là sẽ thưởng thức và nghỉ ngơi tại khu vực này, ăn vặt các bạn nhé. Và đây là khu ngoài, phía ngoài của chợ Cấn Cấu. Rồi, trước ở đây thì người ta bày bán hàng hóa rất là nhiều, nhưng bây giờ người ta làm hành lang an toàn giao thông nên là không cũng bán đây nữa các bạn nhé. Đây chỗ này các anh đang bán những cái, đây em này đang bán cái khen của này, khen của người Mông. Em ơi, cái ta to này mấy tiền một cái hả em? Hơn 3 triệu anh ạ. À, cái ta to này hơn 3 triệu một cái. Rất là đẹp luôn này. Đó, rất là đẹp luôn. Cái làm từ cây trúc của em. À, làm từ cây trúc. Cái này người ta làm từ cây trúc này. Còn cái phần này làm từ gỗ nhỉ. Phần này, phần thân của nó làm từ gỗ này. Đó, và người ta ép dây đồng vào đây. Ép cái đồng cho nó chặt này. Thân trúc. Đó, có lỗ này. Và có nhiều ống dài ngắn khác nhau. Nhiều ống dài ngắn khác nhau các bạn ạ. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây là anh đang thổi các bạn ạ. Anh ấy đang thổi khen.
Lúc này các bạn có thể nghe thấy giai điệu của tiếng khèn gọi bạn của người Mông các bạn nhé. Người ta đang bảo là cái này là 3,5 triệu các bạn ạ. Đúng không? Đấy, bên này là cây múa sinh tiền các bạn này. Đấy. Cây múa sinh tiền làm rất là công phu cẩn thận. Ở đây là có đồng xu này. Đấy. Đồng xu như anh kia đang đánh này, những anh kia đang đánh này đấy. Nó kêu keng keng đấy. Và múa trong các dịp lễ hội các bạn ạ. Đấy. Nó kêu keng keng là do những cái đồng xu này. Đấy. Thì nó kêu keng do cái đồng xu người ta đánh này. Đấy, nó đánh là người ta đánh nó kêu keng keng keng. Đó, vút vút nó kêu ấy các bạn ạ. Thôi thì đến giờ là mình đã đưa bạn đi khám phá trải nghiệm chợ phiên Cán Cấu hết một vòng rồi các bạn nhá, và chương trình của mình đến đây là kết thúc. Chào các bạn nhá, hẹn gặp lại các bạn ở một cái video khác trên kênh Nhà Nắng Gió Vùng Cao. Chào các bạn nhá.